Chào bác. Hôm nay có bài báo nói về cô Thủy hay lắm bác ạ. Vậy à? Vâng, xin anh. Thì này. Thủy này, ba cháu vừa gọi điện. Ông gọi từ Pháp à? Có chuyện gì không bác? Ông vừa về. Ông rất muốn gặp cháu. Alo. Vâng, để tôi gọi cháu cho. Thùy, ba cháu muốn nói chuyện với cháu. Cháu ngủ rồi. Ông bảo nếu không gặp cháu, ông không buông máy. Bác Dư, cháu ngủ rồi. Tôi đâu còn có ba. Từ ngày mẹ chết bên bãi biển đó, một đứa bé 6 tuổi đã có một người cha khác. Đấy là ba Dư. Cuộc sống của tôi đang êm đẹp, đâu vào đó ông lại về đây xới tung lên để làm gì? Nếu như ngày đó ông bỏ tôi bên xác mẹ, không có ba Dư, tôi có ngày hôm nay không để ông về tìm. Ông còn về đây làm gì nữa? Làm gì? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
cho em có tiếng nắng thì thầm, gọi gió từ dòng sông qua đây, gọi làn mưa bay về dưới vòm trời mộng mơ. Bài hát này dành riêng em, mong mùa xuân tìm bóng cây dì dào, mong tình yêu từ trái tim nồng nàn. Hỏi anh sao đêm nhấp nháy mãi không thôi, cho niềm vui theo từng bước chân em, cho mặt trời xua tan giá băng trên lối về nồng nàn cỏ hoa. Trái tim nồng nàn hỏi anh sao đêm nhấp nháy mãi không thôi, cho niềm vui theo từng bước chân em, cho mặt trời xua tan giá băng trên lối về nồng nàn cỏ theo chương trình là giọng hát của Ngọc Linh. Cảm ơn. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Anh Huy, anh đến khi nào thế? Cũng mới thôi. Anh không ngờ bài hát của mình lại hay đến như thế. Em cứ sợ anh chê. Để anh đưa em về nhé. Dạ thôi, em về cùng với Lý. À, anh Huy, anh định làm ở đâu chưa? Cùng nhà hát với em được không? Thế à? Làm ở đây cũng được đấy anh. Thôi em về nhé. Về thật à? Không cho anh cơ hội được cảm ơn em sao? Dạ thôi, em được anh gửi bài hát cho là may mắn rồi. Hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Em về đây. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi.
Chắc cháu Thùy cũng sắp về rồi bác à. Ôi, Thùy. Anh Huy. Em vào nhà đi. Em ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đây em. Nước đi Thùy. Em xin. Anh Huy, anh có quen ai nhà gần đây không? Có chứ. Anh để cho em ở nhờ đêm nay ở đây được không? Có gì đâu mà không được. Nhà thằng bạn anh nó ngay gần đây, anh qua nó ngủ. Mà này, sáng mai lúc nào đi em cứ khóa cửa rồi mang chìa khóa đến phòng tập cho anh nhé. Vâng ạ. Em này, em ở một mình không sao chứ? Dạ không sao đâu anh. Anh đi.
Hóa ra nhà bạn anh ở đây à? Anh... hạnh phúc là một chiếc lá âm thầm lay lộc đêm đông.
ai sáng tác bài hát này hợp với giọng nó quá. Của Xuân Huy, anh ta trước đây không ai biết. Từ khi Thủy hát, Huy mới nổi. Đấy, Xuân Huy đấy, cậu ấy đang chơi đàn đấy. Tìm được nhạc sĩ hợp với giọng mình khó lắm. Số con Thủy vậy mà may. Chúng mình có giống chị Công Sơn với Khánh Ly không nhỉ? Không bao giờ có lại hai người đó. Nếu có cũng không thể so sánh được. Chúc mừng cháu. Chúc mừng. Thủy trước dạy nhạc cho con gái bác. Thế ạ? Cháu thật tài năng. Em xin lỗi. Sao giờ này mà Thùy vẫn chưa tới? Tôi cũng chẳng biết nữa. Gọi điện mãi mà cũng không được. Tối qua hai người đi với nhau cơ mà. Bị bố bỏ rơi từ bé,
không phải là lý do mắc bệnh lãnh cảm. Nhưng cháu rất ghét đàn ông. Cô hỏi thật, cháu có từng bị ai hành động thô bạo hay cưỡng hiếp không? Không, không ạ. Cháu phải nói thật thì cô mới có thể giúp được. Bị bệnh này có lập gia đình được không cô? Thùy ơi, Thùy, Thùy ơi, bình tĩnh. Anh đi đi. Bình tĩnh lại đi em. Anh đi về đi. Bác, người ta hay bới chuyện của Thùy quá nhỉ. Thế à?
Bác Dư ơi, chưa có báo hả bác? Chưa, chưa có cháu ạ. Bản nhạc hôm qua của cháu bác để ở đâu? Bác để trên giá. Để bác lấy cho. Cảm ơn bác. Tin giật gân nghe đây. Bức màn bí mật về quá khứ của Minh Thùy. Minh Thùy làm sao? Ấy ấy. Đọc đi, đọc nghe. Đi. Im, im, nghe đi. Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được, ca sĩ Minh Thùy đã đến trung tâm tư vấn về tâm lý và phát hiện ra mình bị lãnh cảm. Ấy, thấy chưa? Đó có thể là do chấn thương tâm lý khi cô còn nhỏ, nhưng cũng có thể là do cô đã bị một ai đó làm tổn thương. Mày đọc lề dề quá, đưa tao đọc cho. Im đã, đọc tiếp. Đọc đi, đọc đi. Nghe này. Theo một bạn đọc cho biết, Minh Thùy đã bị cưỡng hiếp năm cô 16 tuổi khi cô đến dạy đàn cho con đúng ích. Không hiểu người yêu hiện nay của cô là nhạc sĩ trẻ Xuân Huy nghĩ thế nào về việc này. Đấy, nổi tiếng cho nó lắm vào. Con gái của một tí trinh, người ta đem ra phơi hết, chán mớ đời. Biết là lãnh cảm hay là ô môi? Ừ, đúng đấy. Ừ, nó cứ lành lạnh với đàn ông thế nào ấy. Nào. Đấy. Xem nào. Cái này. Giở sang bên kia đi. Để cho người ta xem ảnh nữa chứ. Ảnh này cơ mà. Cái này. Xem ảnh đi. Ảnh nét nhỉ. Thế mà. Cho chị mượn tờ báo. Thùy ơi, anh muốn bàn với em một việc. Nếu em đồng ý, anh đứng ra thương thảo ký hợp đồng biểu diễn của em với hãng thời trang Nam thay cho Biên Âu. Tại sao phải đổi? Vì quyền lợi của em, của anh. Thời trang Nam chỉ hợp với công sở, không hợp với biểu diễn. Em không đồng ý. Ừ, hợp đồng này mà thành ấy mà, anh tính trừ hết chi phí biểu diễn, số còn lại em được hưởng 70%. Em không đồng ý. Thùy. Huy. Ôi giời, mày quá. Tớ đang muốn nhờ cậu một việc. Tao vào phòng uống nước cho bạn luôn. Ừ. Bác lo lắm. Sợ nó nghĩ dại, làm liều. Thank you.
tiên nắng thì thầm, gọi gió từ dòng sông qua đây, gọi làn mưa bay về dưới vòng trời mộng mơ. Bài hát này dành riêng em, mang mùa xuân tìm bóng cây dì dào, mang tình yêu từ trái tim nồng nàn, hỏi anh sao đêm nhấp nháy mãi không thôi, cho niềm vui theo từng bước chân em, cho mặt trời xua tan giá băng trên lối về nồng nàn cỏ hoa. Em giỏi lắm. Okay. Anh bày ra chuyện này à? Thôi đi em, dù sao cũng rất tội nghiệp cụ. Ok, Thùy, nghe anh nói đã. Thùy, Thùy con. Taxi, taxi. Thùy. Bác để tôi gọi cháu. Thùy, bố cháu tới đấy. Ra mẹ ông một chút đi cháu. Bọn người ác độc thật. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với cháu thôi. Nên đối xử với bà cháu như vậy. Thôi bác ạ, cháu mệt mỏi lắm rồi. Kìa,
Cháu Thủy, dù sao đây cũng là ba cháu. Nếu là ba cháu thì ông ấy đã không bỏ rơi mẹ con cháu. Cháu đừng ích kỷ quá. Thôi bác, cháu mệt mỏi lắm rồi. Kìa, Thủy, thấy cháu tàn nhẫn với ba cháu, bác không chịu nổi. Vào đi con. Ngồi xuống đi con. Tối qua con đã không phải với ba. Không không, tại ba. Tại ba đã làm cho con tức giận. Uống nước đi con. Ba biết ba có lỗi với hai mẹ con. Lẽ ra ba nên ở lại. Mọi việc xảy ra bất ngờ quá. Ba không kịp. Thôi ba đừng nói lúc đó người ta đuổi giết quá ba không kịp. Trời tối quá ba không thấy. Sao ba không quay lại? Ba biết mẹ con chết. Đứa con gái 6 tuổi phải sống một mình, sao ba không quay lại? Hơn 20 năm qua, có bao giờ ba tự hỏi con phải sống như thế nào không? Hay bây giờ con trở nên nổi tiếng rồi ba mới về? Ba có biết, để được như ngày hôm nay, con đã phải như thế nào không? Năm 16 tuổi, con phải đi làm gia sư cho con nhà người ta, để rồi bị lao ấy. Ai? Thùy! Có chuyện gì buồn thế em? Chị chưa về à? Em còn ít tuổi, vậy mà gặp lắm chuyện buồn quá. Chị hiểu. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Ai nổi tiếng trong nghề này mà chẳng mệt. Thủy đừng khóc nữa. Càng khóc càng không thoát ra được. Rồi sẽ qua hết thôi mà. Lứa tuổi vị thành niên đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nên nhân cách của mỗi con người. Chính vì thế, mỗi người lớn chúng ta phải xác định cái nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc quan tâm, giúp đỡ đối với lứa trẻ. Phải tạo cho các em sự gần gũi, chia sẻ. Trong một nghiên cứu của chúng tôi về lứa tuổi này, cho thấy là 80% các em nói rằng không muốn chia sẻ tâm tình với bố mẹ. Đây là một điều đáng báo động. Tôi xin nhắc lại, đây là một điều đáng báo động. Muốn được các em tin tưởng, trước hết, chúng ta phải là bạn của các... Tao còn sống này mà, tao sẽ trừng trị mày. Không hiểu thế nào nữa. Biết. Thầy có làm sao?
Thầy có sao không ạ? Chảy máu thầy. Không sao. Thầy sao không thầy? Không sao. Tai nạn nghề nghiệp. Chúng ta tiếp tục. Nhân cách của mỗi con người. Gớm báo chí hôm nay đắt như tôm tươi. Chị, cho em một tờ. Về thâm niên thì tôi thấy Minh Thùy chưa đủ. Thế nhưng tôi sẽ đề nghị đặc cách. Hay, thế thì tốt. Thế nhưng... Xin lỗi, chờ tôi một lát nhé. Thùy. Kìa. Kìa, Thùy ơi, bình tĩnh đã em. Thùy. Quá. Ba làm gì thế này? Kìa, con bình tĩnh. Để nghe ba giải thích đã. Con không cần nghe. Ba chỉ muốn bảo vệ con thôi mà. Giống như bảo vệ mẹ con phải không? Thùy. Ba đã giết mẹ, bây giờ ba đang giết con đấy. Thùy. Thùy. Còn không được nói thế. Tôi nói sai à? Bao nhiêu năm qua không có ông tôi vẫn sống yên ổn. Ông chỉ làm tôi khốn khổ thêm mà thôi. Ông đi đi, tôi không có ba. Ông nghe rõ chưa, tôi không có ba, không có ba. Kìa, Thùy, bình tĩnh lại em. Anh muốn ra. Thùy. Thùy, dù sao đó cũng là ba em mà. Tôi không có ba, ba em chết rồi. Thùy. Tại sao lúc em cần ông ấy nhất thì ông ấy lại bỏ em mà đi? Bây giờ em đang sống yên ổn thì ông ấy lại quay về phá tung tất cả. Ai cần ông ấy làm thế, đánh ông bé em được gì? Anh nói đi, em được gì? Em không thể nói về ba em như vậy được. Dù sao ông ấy cũng đẻ ra em mà. Thùy, nghe bà đã. Thùy. Thùy ơi, Thùy, 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 Thùy ơi. Bác đừng lo, cháu không có ý định tự vẫn đâu bác ạ. Chiếc lá âm thầm nay lọc đêm đông, buồn đau là một chiếc lá rụng trong nhựa ưa mai hồng, hờn ghen là một chiếc lá bất ngờ trong lòng tắt nắng, cô đơn là một chiếc lá một mình lạc giữa cánh đồng, nhớ mong là một chiếc lá run run vô cớ bên đường, tình yêu chỉ hai chiếc lá mà làm thành cả cơn gió. Cho anh. Thank you.
cái gì vậy? Kìa Thùy. Trời ơi, Thanh Hoàng. Buông đi. Thùy. Bác ơi, cháu chịu không nổi nữa. Thùy. Thùy. Bình tĩnh lại em. Thùy ơi, trang điểm xong chưa? Sắp đến phần biểu diễn của em rồi. Em không hát bài này nữa. Anh đổi cho em bài Chiếc La. Ô hay, chương trình đã lên rồi, có phải dễ thay như thay áo đâu. Anh đổi đi. Chiều em như chiều Vong ấy. Em đổi thế bây giờ con Lý thế nào? Nó trang điểm cho em cả giờ rồi. Thùy nó đổi bài hát rồi. Em thông cảm nhé. Em ơi, nhanh lên. Và bây giờ là tiếng hát của Minh Thùy, một sáng tác mới của Xuân Huy, nhạc phẩm Chiếc Lá. Một mình lạc giữa cây.
tiếng đàn thiên nụ hôn đầu thành ngọn lửa thầm cháy trong anh. Từ giây phút anh nhắc tên em và trong cơn mơ anh thấy em về bên anh và nhắc nhau giữ mãi ngọn lửa tình không nguôi không tàn không quên. Dù muôn trùng cách xa tình vẫn nồng khốn nạn thật. Bác này Nguyên đấy. Cháu xin lỗi bác. Đồ đều. Đồ khốn nạn. Anh Huy, nghe em nói. Em muốn anh... Duy nhất một mình anh không hiểu sai về em. Thank you.
con Lý nó làm vụ này, mình chịu thua nó à? Cứ vào. Chào anh. Ôi, thủ trưởng. Thủ trưởng gì? Mình có việc muốn nhờ cậu đây. Thủ trưởng lệnh cho bọn em chuyện gì ạ? Thưa anh, tại sao phần lớn các ca khúc của anh đều do ca sĩ Minh Thùy thể hiện? Tôi thực sự hạnh phúc khi được sáng tác cho Thùy. Không phải bất cứ một nhạc sĩ nào cũng tìm được ca sĩ mà mình ưng ý. Tôi đã rất may mắn. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy còn sự hợp tác được xem là hoàn hảo giữa anh và Minh Thùy thì sao? Có lẽ tôi cần một chút thời gian để cho mọi chuyện lắng lại. Tôi tưởng chỉ có một mình tôi hèn. Thế là tôi đã cứu được con tôi rồi. Cảm ơn. Tôi phải cảm ơn bác rất nhiều. Nếu không có bác thì cháu Thùy không được như ngày hôm nay. Dạ, mời bác ngồi. Vâng. Mời bác uống nước. Cảm ơn. Tôi có công sinh thành. Bác có công dưỡng dục. Từ nay cháu Thùy sẽ là con của chúng ta. Ý nghĩa và mục đích xây dựng nhà máy chân tay giả tôi đã trình bày xong. Thưa các anh chị, bây giờ lại là một chuyện khác. Trước khi tôi vào đây, có một số anh chị hỏi tôi về chuyện tung những hình ảnh đồi trụy lên mạng nhằm bôi nhọ hình ảnh và danh dự của con gái tôi, ca sĩ Minh Thùy. Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi đã chuyển toàn bộ tư liệu sang Viện Khoa học Hình sự. Họ đã xác minh và chính thức thông tin về những bức ảnh đó hoàn toàn không có thật. Đây chỉ là sự trả thù cá nhân đối với cô Minh Thùy. Con gái tôi hoàn toàn trong sạch. Thưa quý vị, về Việt Nam lần này, ngoài việc đoàn tụ với những người thân, tôi thật sự mong muốn đem lại niềm vui cho những người khuyết tật và cho con gái tôi. Tôi nghĩ con tôi cũng bị khuyết tật về tình cảm. Tôi là một người cha, nhưng đã rời xa đứa con gái duy nhất của mình từ khi nó còn rất nhỏ. Nay tôi về lại quê hương, được sống trong tình cảm yêu thương đùm bọc của mọi người. Tôi càng ý thức được về bản thân mình, càng ý thức được rằng mình phải nỗ lực hết mình để chuộc lại lỗi lầm đối với quê hương, đối với con gái. Tôi mong được con gái tha thứ và yêu thương.
Thùy, anh đang định gọi điện cho em đấy. May quá em đến. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Anh đuổi cái Lý rồi đấy. Đây em xem, anh gạch tên nó rồi đấy. Sang bên đó làm gì? Ba cháu nói Tết này về luôn mà. Cha con cháu ở bên đấy luôn. Nhà này là của bác. Bác ở nhà mạnh khỏe. Cháu rất nhớ bác. Biết ơn bác. Thùy, Thùy ơi. Thùy, cháu định đi đâu? Mộ mẹ cháu ở đây, sự nghiệp của cháu ở đây. Cháu chịu không nổi nữa. Sang đó cháu không có gì hết. Ở đây có cái gì? Có đê tiện, có giả dối hả bác? Không phải ai cũng như vậy. Kìa, Thùy, nghe bác, ở lại đây đi cháu, đừng có làm như thế. Mộ mẹ cháu ở đây kia mà. Kìa, Thùy, Thùy. Nồng nàn có hôn.